Xin chào các bạn, cà phê bọc biển đang là một món rất là hot luôn lúc nào. Hôm nay Kacha sẽ cùng mọi người chúng ta làm cà phê bọc biển theo một phong cách mới, một cách mới. Và bây giờ mình sẽ tiến hành pha cà phê. Cà phê bọc biển như mọi người thấy có cách truyền thống là chúng ta sử dụng cà phê hòa tan. Hôm nay chúng ta sẽ cùng thử với cà phê pha máy nhé. Và bây giờ mình sẽ tiến hành sử dụng bộ đôi huyền thoại, bộ đôi rất là đang được nhiều quán sử dụng, máy pha và máy xay Kacha. Bây giờ mình sẽ tiến hành chuẩn bị và pha cà phê. Về phần máy xay, mình bắt đầu mình sẽ tiến hành. Về cà phê xay á, các bạn sử dụng tất cả các loại cà phê nào cũng được. Khi chúng ta sử dụng cho cà phê pha máy này thì cà phê nào cũng sẽ tạo được cà phê. Khi mà chúng ta xay cà phê thì mình sẽ chọn lượng vừa phải nha. Rồi, bây giờ mình sẽ gõ nhẹ các phần cà phê để cho nó đều lại với nhau. Mình sẽ vùng tay xung quanh để chúng ta đẩy cái lượng cà phê vô cho nó vừa đủ phía bên trong, và mình sẽ nén cái phần cà phê này xuống. Đi kèm với bộ máy pha nó sẽ có dụng cụ nén cho mình luôn. Mình sẽ phần phía dưới này mà mình nén xuống thì đây mình phải để đây. Chúng ta sẽ đặt cái phần nén này là bề mặt ổn định bên trên mà chúng ta sẽ nén đều xuống. Nếu mà xung quanh cái vòng viền của chúng ta còn bán cà phê thì chúng ta hãy nhanh chóng làm sạch đi. Và quay lại với chiếc máy pha của mình, khi chúng ta nhấn nút khởi động nguồn thì máy sẽ bắt đầu di chuyển tăng nhiệt độ lên, và khi nhiệt độ được phù hợp pha cà phê thì đèn sẽ bắt đầu bật sáng, và chúng ta sẽ nhấn nút để chúng ta cho nước ra vệ sinh máy cục trước mỗi lần pha cũng như làm nóng ly. Hôm nay mình sẽ sử dụng một cái ly định lượng này, và mình sẽ lấy là 50ml. Bây giờ mình sẽ làm nóng ly đồng thời làm khởi động xả nước luôn nha. Lưu ý là tất cả các quý khách hàng chúng ta sử dụng lắp phin vào thì luôn luôn nhấn hết, quay qua hết cỡ và làm một đường thẳng đối với cái đèn màu đỏ này. Mình sẽ lấy khoảng 50ml. Của chúng ta cái lớp crema phía bên trên trông rất là hấp dẫn, và ly cà phê này phần uống cái chúng ta thưởng thức những ly cà phê pha máy này vừa béo là cái độ đậm cà phê và ngậy rất là thơm. Và mình sẽ sử dụng trực tiếp nước cà phê này cho vào trong máy để chúng ta có thể làm cà phê bọc biển nhanh chóng. Bây giờ mình sẽ cho vào bên trong. Về cà phê bọc biển thì chúng ta ngoài cà phê là nguyên liệu chính thì các bạn sẽ sử dụng là đường cát. Và chúng ta lưu ý nha, các bạn nên hay quên là chúng ta cho đường, nhưng mà bắt buộc phải cho đường cát thì cái lượng bọt nó sẽ sánh và mịn hơn. Mình sẽ cho trực tiếp vào trong máy. Với dòng máy pha như các bạn đang quan sát thì máy có rất là đa năng, chúng ta vừa có thể đánh nóng vừa có thể đánh lạnh, tạo bọt và pha rất là nhiều món cho quán. Mình sẽ sử dụng khoảng 2 thìa đường. Và thao tác cực kỳ đơn giản, chúng ta chỉ việc nhấn nút lạnh hoặc nóng tùy theo nhu cầu mình muốn, mong muốn. Hôm nay mình làm bọc xỉu lạnh thì hoặc là cà phê bọc biển này, bọc xỉu này, cà phê kem đó, thì chúng ta sẽ nhấn nút lạnh để làm hòa trộn, đồng thời là chúng ta làm giảm cái nhiệt độ của cà phê đưa ra đá sẽ hấp dẫn hơn. Mình sẽ quay cảnh cho các bạn cùng xem nha. Đây các bạn thấy không, cà phê nè, đường nhanh chóng được trộn đều lại với nhau và tạo ra một màu nâu rất là đẹp, nhìn là chúng ta chỉ muốn thưởng thức ngay thôi ạ. Máy sẽ làm nóng, làm lạnh và gia nhiệt rất là nhanh cho nhiều tất cả các món thức uống. Các bạn có thể pha như là cacao, matcha, và chúng ta có thể làm những món vào mùa đông là cà phê trứng nè, hoặc là những cái món lạnh thì chúng ta có thể đánh tất cả các món trà sữa cũng như là milk frame, thì chúng ta đều tận dụng chiếc máy đa năng này để chúng ta có thể sử dụng. Các bạn thấy không, phần cà phê đánh rất là sánh và chúng ta nhìn cái màu nó rất là dễ, rất là đẹp và hấp dẫn luôn. Trong khi thời gian đợi máy đánh thì mình sẽ tiến hành chuẩn bị sữa tươi.
tươi các bạn chú ý chúng ta sử dụng sữa tươi không đường nha. Tại vì đường là chúng ta có vị ngọt chúng ta đã kết hợp ở trong cà phê rồi thì lúc sau mình sẽ sử dụng sữa tươi không đường. Sau khi máy đã được đánh xong thì máy sẽ tự động ngắt và chúng ta sẽ có thể vỗ nhẹ xung quanh cái thành máy. Đây các bạn thấy không? Đây, mình vỗ nhẹ xung quanh cái thành máy và chúng ta thấy cái lượng bọt của mình rất là xíu bên trên. Wow, các bạn thấy không? Phần bọt rất là sánh và mịn luôn rồi, chúng ta nhìn trông rất là hấp dẫn, kết hợp với màu trắng làm bật tông lên cái phần cà phê bên trên. Đấy. Mình sẽ dùng một cái thìa để chúng ta được tạo hình chóp biển nha. Đây các bạn thấy không? Rất là sánh mịn luôn. Rất là nhanh chóng và đơn giản, mọi thứ đã được hoàn thiện trong tích tắc. Với chúng ta sử dụng một chiếc máy, chúng ta có thể đánh được tạo quạt biển lên rất là hấp dẫn. Nếu các bạn muốn đẹp hơn, chúng ta có thể trang trí lên phía bên trên. Chúng ta có thể sử dụng bột sô-cô-la, bột matcha tùy theo ý các bạn nhé. Mình sẽ sử dụng bột sô-cô-la để tạo thêm màu sắc ở phía bên trên. Mình dùng cái khay này để lên trên cho nó đều nha. Và chúng ta đã hoàn thành xong một món cà phê bọt biển đang làm đông đảo các bạn trẻ rất là thu hút. Và mong hy vọng rằng video này sẽ giúp cho tất cả các quý khách hàng đang sử dụng dòng sản phẩm Kachan và tiếp tục sử dụng sản phẩm sẽ có thêm được một món mới trong menu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.